Sự kiện khoa học giáo dục STEM toàn cầu Global Children Designation dành cho học sinh từ 9 đến 13 tuổi vừa diễn ra tại trường Ban Mai, quận Hà Đông. Đây là năm thứ 3 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Chủ đề của năm nay là năng lượng sạch và khí hậu. Bằng khả năng sáng tạo của mình, các em học sinh sẽ phải vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề xã hội và môi trường xoay quanh 4 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Tại chương trình, 5 đội thi đã lần lượt trình bày ý tưởng giải pháp mà các em nghĩ ra để giải quyết các vấn đề về năng lượng sạch và khí hậu, nhằm nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tái chế chất thải. Đó là ý tưởng ngôi nhà di động thông minh có thể thích nghi với dịch bệnh và lũ lụt, ý tưởng sử dụng năng lượng điện từ gió để làm lò sưởi dành cho đồng bào vùng sâu vùng xa vào mùa lạnh, hay tận dụng các loại phế phẩm nông nghiệp để làm lò, làm nóng nước. Một tháp trồng cây năng lượng sinh học, sử dụng rác thải hữu cơ ăn thừa biến thành phân hữu cơ để trồng cây, hay một thiết bị phát điện sử dụng năng lượng dao động chuyển hóa các ngoại lực như tác động vật lý, âm thanh, sóng âm thành điện và ngược lại. Ngôi nhà mini đa năng sử dụng công nghệ sinh khối để phân giải rác thải hữu cơ tạo ra năng lượng sạch. Trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, diện tích nhà ở bị thu hẹp và môi trường bị ô nhiễm do năng lượng không sạch, thì chúng con đã sáng tạo ra sản phẩm này. Đây là một chiếc xe. Chiếc xe này có thể nổi ở trong lũ lụt. Ngoài ra có thể sử dụng để ở trong thời hoặc là để cách ly trong thời gian dịch bệnh Covid. Chiếc xe của chúng con sử dụng năng lượng từ gió và mặt trời để là nguồn cung cấp điện cho những người sống ở trên xe. Chúng con còn có thiết kế một phần thưởng để trồng cây. Những sản phẩm đã qua sử dụng thì chúng con dùng để làm phân bón cho cây, làm nước tưới cho cây và làm chậu cây. Đối với Ban Mai cũng như là đối với Việt Nam nói chung thì đây là mùa Designathon năm thứ 3. Lúc đầu thì chúng tôi cũng e ngại về việc là sẽ không thể tổ chức sự kiện STEM toàn cầu này được, bởi vì như tất cả chúng ta đều biết là toàn cầu chúng ta đang trong một bối cảnh đại dịch Covid. Thế nhưng vượt qua tất cả những cái thách thức đó thì trường Trung học cơ sở Ban Mai vẫn quyết định sẽ tổ chức sự kiện. Và với cái vòng phỏng vấn với một lượng thí sinh tham dự gấp 3 lần năm ngoái, các con đã xuất sắc qua vòng tuyển dụng với hai phần thi là năng lực khoa học và năng lực ngôn ngữ. Đến ngày hôm nay thì sự kiện đã chính thức diễn ra với những ý tưởng vô cùng sáng tạo của các con học sinh. Điểm đặc biệt của cuộc thi là các em chỉ được sử dụng một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh. Bởi vậy, không chỉ dừng lại ở những ý tưởng táo bạo, năm đội thi đã thể hiện khả năng thuyết trình, phản biện, sử dụng tiếng Anh, tự tin, thành thạo. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho ý tưởng thiết bị phát điện sử dụng năng lượng dao động và bằng chứng nhận quốc tế cho các thí sinh tham gia cuộc thi. Dù từ ý tưởng đến thực tế còn là cả một quá trình, song cuộc thi đã cho thấy rõ sức hấp dẫn của giáo dục STEM khi các em được học đi đôi với hành, áp dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn.